Đội trưởng, đội trưởng, mau tỉnh dậy đi. Đội trưởng cố gắng lên. Đội trưởng sao rồi? Sao anh đến muộn vậy? Để tôi một mình. Giá mà lúc đó mình là người tuần tra khu vực phía Tây thì đội trưởng đã không ra nông nỗi này. Tôi xin lỗi. Bác sĩ ra. Đội trưởng đã qua cơn nguy kịch, thật là một kỳ tích. Đây là hồ sơ bệnh án. Vết thương chỉ cần sâu một chút nữa thôi là có lẽ anh ta mệnh lớn đấy, đội trưởng sẽ sớm bình phục, mọi người đừng quá lo lắng. Cảm ơn bác sĩ. Cử người theo sát, chăm sóc bảo vệ đội trưởng. Thông tin này tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài. Hiện tại, đội trưởng là người duy nhất chạm mặt với hung thủ. Nếu hắn biết đội trưởng vẫn còn sống, sẽ rất có khả năng hung thủ sẽ lên kế hoạch để bịp đầu mối. Tôi hiểu rồi. Hắn ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng. Ngày nào hắn còn ở ngoài kia, sẽ còn nạn nhân tiếp theo. Chào, ơ. Đây là nơi đội trưởng chạm mặt với hung thủ. Hắn đâu rồi? Hiện trường cho thấy đã có một cuộc ẩu đả xảy ra. Hắn có thể hạ gục được đội trưởng, chứng tỏ thân pháp rất nhanh nhẹn, chắc chắn đã từng học võ. Khả năng và kỹ thuật cận chiến thuộc dạng rất tốt. Đội trưởng bị thương nặng, vết đâm sâu gần 10cm, đường kính 1,5cm, chứng tỏ hung khí là một con dao bấm mà hung thủ luôn mang theo bên mình. Một điều rất kỳ lạ là hắn không hề sử dụng hung khí khi gây án, mà chỉ dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân ngạt thở. Tay trái được vắt lên trán ở vị trí che mắt như đang ngủ. Vào thời điểm tử vong, nạn nhân sẽ buông xuôi và tay chính xác sẽ ở vị trí thả lỏng. Với tư thế đó, hắn có thể quan sát rất rõ nạn nhân trước khi tử vong. Điều này thể hiện rất rõ động cơ gây án của hung thủ là do sở thích cá nhân, khát khao quyền lực, thỏa mãn tâm lý kiểm soát bất thường của mình bằng cách thao túng sống chết của nạn nhân. Không ai sinh ra đã là tội phạm. Tâm lý phạm tội cũng không thể hình thành trong một khoảng thời gian ngắn. Quá trình phát triển động cơ gây án được tích lũy theo thời gian dài.
căn nguyên của tội ác thường có xuất phát điểm sớm. Sau khi đã cắm rễ đủ sâu sẽ khiến nội tâm tội phạm trở nên méo mó và biến thái. Giai đoạn nảy mầm này chắc chắn xảy ra trong quá khứ thơ ấu của hung thủ. Một tên sát nhân hàng loạt, thông minh với sở thích bệnh hoạn, hắn chắc chắn sẽ không dừng lại. Chờ xíu rồi mẹ cho các con ăn nha. Dì Hà, dì có bưu kiện này. Ai gửi hàng cho tôi vậy? Tôi không biết, người gửi không ghi thông tin. Thôi tôi đi nhá, chào dì. Cảm ơn cậu. Gửi hàng mà không ghi tên tuổi, ai mà kỳ vậy ta? Nhiều tiền thế này là Lupin. Cái thằng này không biết giờ nó đang ở đâu, có ăn uống đầy đủ không. Mong là nó vẫn khỏe. Alo, tôi khỏe. Tôi cũng nhận được một bưu phẩm của Lupin. Mặc dù nó không ghi thông tin, nhưng tôi là người nuôi nó từ bé. Tôi còn lạ gì, chắc chắn là nó. Nếu nó có liên lạc gì với cậu, nhớ báo cho tôi. Tôi rất nhớ nó. Đội trưởng, anh mới bình phục, hãy cẩn thận thôi. Cảm ơn cô, tôi vẫn ổn mà. Tối hôm đó, khi chạm mặt với hung thủ, anh có thấy được mặt của hắn chứ? Hôm đó trời tối, hắn bịt mặt, đội mũ kín mít, tôi không thể nhìn rõ mặt. Tôi thấy hắn đang đi theo một cô gái. Chỉ chắc chắn được rằng, đúng như mô phỏng của anh, hung thủ cao khoảng 1m7 đến 1m75, dáng người săn chắc khỏe mạnh, đặc biệt thân pháp rất nhanh nhạy. Hắn chắc chắn đã từng được học và tiếp xúc với võ thuật. Vậy là một lần nữa, chúng ta lại để lọt mất hung thủ mà không có thêm một đầu mối nào. Tôi xin lỗi, đã để hung thủ chạy thoát, để mọi người phải lo lắng. Đội trưởng đừng nói vậy, đây cũng là điều ngoài ý muốn. Sự hy sinh của anh không vô ích đâu. Nhờ anh mà cô gái đó đã thoát khỏi tầm ngắm của hung thủ. Lần sau đụng mặt hắn, tôi nhất định sẽ không để hắn chạy thoát nữa đâu. Anh chưa bình phục hẳn đâu, cẩn trọng. Tôi thấy trong người khỏe lắm rồi mà. Vậy để tôi kiểm tra thử. Thôi thôi. Thank you.
Cậu là ai? Cậu muốn gì? Tôi nghe. Thám tử Sherlock Huy, không xong rồi. Tôi đến ngay. Chú hỏi đây có phải vụ án tiếp theo của sát nhân mũi đen? Đội trưởng, áp lực từ phía dư luận đang rất lớn. Anh ơi, nạn nhân tên Hà, hay còn được gọi là dì Hà, 45 tuổi, hiện đang sống một mình và nghề nghiệp tự do. Điều đặc biệt đáng chú ý, nạn nhân chính là một trong 3 người mất tích ở thảm án tại khu vực xóm Liều. Không biết động cơ có liên quan gì đến vụ án đó không? Tôi nghĩ là không. Với tư thế của thi thể, rất có khả năng đây là nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân mũ đen. Vẫn là thủ đoạn đấy. Tất cả các nạn nhân đều bị ra tay cùng một cách thức. Vẫn là những vệt đen khi nạn nhân cố gắng ghì kéo tay hung thủ. Nạn nhân đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng trước khi tử vong. Tất cả chỉ để thỏa mãn cái mà tên sát nhân kia coi là chân lý, là lẽ sống của hắn. Và thứ đáng sợ nhất và ám ảnh cuối cùng chính là tư thế của thi thể. Cánh tay được đặt lên trán. Vụ án này thực sự rất giống với các vụ án trước. Vụ này khác. Hai vụ án trước địa điểm đều tại nhà riêng. Các kế hoạch từ việc theo dõi con mồi, đột nhập và chờ thời cơ ra tay, tất cả đều được tính toán và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng lần này thì khác. Hiện trường không phải nhà riêng. Đây là nơi hoang vu hẻo lánh, ít người qua lại. Đó là cái khác biệt thứ nhất. Hai vụ án trước, thời điểm gây án đều vào khoảng nửa đêm, khi hung thủ đột nhập vào nhà nạn nhân và chờ thời cơ gây án. Nhưng lần này, thời điểm gây án lại là ban ngày. Đó là khác biệt thứ hai. Vậy điều đó chứng minh được điều gì? Đó là thủ pháp của hung thủ đã thay đổi. Phương thức gây án giống nhau, nhưng hình thức và quá trình đã được rút gọn đi rất nhiều, chứng tỏ hành vi đã được tăng tiến. Nó giống như một dạng tiến hóa, rút ngắn thời gian ra tay hơn, quá trình tàn nhẫn hơn, tất cả chỉ nhằm mục đích thỏa mãn sự khống chế, cảm giác khao khát quyền lực vì lợi ích từ chính góc nhìn của hung thủ. Hắn luôn tin rằng bản thân có quyền đạt được bất cứ điều gì mà hắn mong muốn. Sự thỏa mãn, những suy nghĩ lệch lạc biến thái, tất cả đều được tiến hóa theo chiều hướng tăng tiến trong thâm tâm và hành vi của hung thủ. Điều mà chúng ta lo ngại và đáng sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.
Hai vụ án trước chỉ cách nhau 7 km và đều nằm trong một quận, nhưng còn lần này khác xa so với hai vụ án kia. Hắn đã cảnh giác hơn lần trước rất nhiều. Địa điểm gây án lần này là vùng ngoại ô tỉnh Tây Nam. Nơi đây tập trung chủ yếu là các hộ cư dân nghèo, những người nông dân và đặc biệt là dân vô gia cư. Đây là những tầng lớp thấp kém, dù có mất tích hay gặp chuyện gì cũng sẽ rất ít được xã hội chú ý đến. Hung thủ chắc chắn đã suy nghĩ đến vấn đề này, nên việc thay đổi về địa điểm khác xa với hai vụ án trước. Ngoài ra, nơi đây xung quanh đều là vùng núi, đường xá hiểm trở, đặc biệt đều không có CCTV trên các tuyến đường. Hắn đúng thật là rất danh ma. Tìm kiếm bán kính 3 km quanh khu vực hiện trường, các hộ dân cư, người dân, rồi hỏi xem trước khi xảy ra vụ việc có gặp ai khả nghi không. Rõ. Báo cáo toàn bộ tài sản và tư trang của nạn nhân đã bị đánh cắp, thi thể không có dấu hiệu bị xâm hại. Báo ngay cho thám tử Celo Huy. Qua tiến hành xác minh tạm thời, nạn nhân tức Dì Hà mới chuyển về đây sống một thời gian ngắn, không có thù oán với ai, tính tình hòa đồng thân thiện, đều rất được lòng hàng xóm láng giềng quanh đây. Xung quanh hiện trường, ở một số nơi đều tìm thấy dấu giày kích thước 25,5 cm, tương đương size 41. Đúng như phỏng đoán, ở các vụ án trước đều trùng khớp với chiều cao và cân nặng của hung thủ. Mặc dù hắn đã cố gắng xóa sạch dấu vết cẩn thận nhất có thể, nhưng do đây là địa hình rừng núi nên dù có tỉ mỉ và cẩn thận đến mấy thì việc xóa sạch dấu vết là điều không thể. Kiểm tra tất cả các cửa hàng, nhà hàng, thống kê danh sách các nhân viên giao hàng, các shipper là thanh niên trong khu vực tỉnh Tây Nam, đặc biệt là những người mới đăng ký tạm trú. Tôi hiểu rồi. Tại sao hung thủ vẫn còn nhảy nhơ ngoài vòng pháp luật? Ánh mắt, cảm xúc này, như thể đây là một nỗi đau, một sự mất mát rất lớn. Điều gì đã khiến đội trưởng có cảm xúc như vậy? Có người bị ngất. Đội trưởng, anh có sao không? Đội trưởng. Đội trưởng Tuyến. Anh có sao không? Từ từ thôi. Có chuyện gì vậy? Tôi đang xuống núi để lấy lời khai của người dân xung quanh đây thì bỗng nhiên bị tấn công từ phía sau. Người vừa nãy. Có chuyện gì vậy? Thám tử Xe Lốc Huy. Lupin vừa ở đây. Hoàn tất hồ sơ rồi gửi về văn phòng cho tôi. Rõ. Đội trưởng cẩn thận. Ánh mắt, cảm xúc, mối quan hệ. Lupin chính là một trong số 3 người mất tích trong thảm án tại khu vực xóm Liều. Những kẻ sát nhân hàng loạt có thể là hàng xóm, đồng nghiệp hay thậm chí là những người bản chất hiền lành mà chúng ta gặp hàng ngày. Hầu hết những kẻ này đều có khuynh hướng chống đối xã hội, sống một mình, đa phần là tiếp người hướng nội. Chúng có hành vi kiểm soát mạnh mẽ, khát khao đạt được những thỏa mãn từ các hành vi ngược đãi, bắt nạn nhân van xin. Ngay cả khi hắn mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế thì hung thủ cũng biết rằng nếu hành tung hoặc chứng cứ bị cảnh giác phát giác sẽ gây ra bất lợi rất lớn cho hắn.
khó khăn hơn hết ở thảm án lần này, hung thủ lại là một tên có IQ rất cao. Hắn thông minh và rất cẩn trọng mỗi khi ra tay. Thám tử Celo Huy đã tìm thấy nhân chứng, hôm đó đã nhìn thấy nạn nhân và hung thủ trước khi xảy ra án mạng. Tôi đến ngay. Bên này. Mời mọi người vào nhà. Chị sống ở đây một mình à? Dạ vâng. Nhà hơi chật chội, mong mọi người thông cảm. Chị có thể kể lại chi tiết sự việc hôm đó được chứ? Hôm đó là vào khoảng 4 giờ chiều. Tôi đang dọn hàng ở trước cửa thì thấy dì Hà chắc lên núi hái thảo mộc như mọi khi. Nhưng kỳ lạ, có một người đàn ông mặc đồ đen kín mít lặng lẽ theo sau. Vì ban ngày nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Trước giờ an ninh ở vùng này rất tốt, có bao giờ xảy ra vụ án nghiêm trọng như vậy đâu. Nên tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là người qua đường bình thường. Ai ngờ... Chị có thấy điều gì đáng ngờ và kỳ lạ ở người đội mũ đen đó không? Không, anh ta đi đứng phong thái rất bình tĩnh. Nhìn qua thì không có điều gì bất thường cả. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ta. Cảm ơn chị về những thông tin đã cung cấp. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu chị có nhớ ra được thêm chi tiết nào bất thường, hãy gọi điện cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Mọi người lại nhà. Vâng, chào chị. Xin chào chị, tôi là phóng viên, đồng nghiệp của mấy người kia. Tôi có thể phỏng vấn và ghi hình chị được chứ? À, dạ được. Đã xác minh được vài đối tượng thanh niên mới đăng ký tạm trú và cũng đang làm giao hàng ở khu vực ngoại ô tỉnh Tây Nam. Vậy chúng ta cùng qua đó. Chờ tôi chút. Đội trưởng sao thế? Không biết vừa nãy tôi đã khóa cửa cẩn thận chưa nhỉ? Chờ chút, tôi quay lại kiểm tra đã. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Celo Huy, anh sao vậy? Tôi đã biết động cơ thực sự của hung thủ về hành động đặt tay nạn nhân lên trán. Bản thân tôi có một hành vi rất kỳ lạ. Đó là khi tắt đèn, tôi vẫn nán lại để kiểm tra. Tôi miết đi miết lại cái công tắc để tìm kiếm cái cảm giác yên tâm rằng mình đã thực sự tắt đèn. Lâu dần, nó trở thành thói quen, một phần không thể thiếu trong con người tôi. Mặc dù đến bây giờ khi đã trưởng thành, nhưng thói quen đó vẫn còn, tôi không thể bỏ được. Kể cả khi tôi biết tôi đã chắc chắn tắt đèn, nhưng tôi vẫn muốn quay lại để kiểm tra. Tôi có cảm giác nếu như không làm vậy, tôi sẽ bứt rứt không ngừng. Như thể linh hồn tôi sẽ bị bay mất vậy. Nhiều lúc tôi tự nhủ, mình làm vậy sẽ giống như một kẻ điên không? Người ngoài nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ nghĩ vậy. Nhưng mặc kệ, tôi cần thỏa mãn bản thân mình trước đã. Dù đã có lần, tôi bị nhiều người nhìn thấy và họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Như thể tôi là kẻ tâm thần vậy. Nhưng có một điều chắc chắn, dù họ có nhìn, có nghĩ thế nào, dù chính bản thân tôi cũng biết mình đang hành động rất bất thường, nhưng tôi vẫn muốn làm vậy. Đó là thói quen, và hành vi đó khiến tôi thấy thỏa mãn. Hành vi đặt tay lên trán của hung thủ cũng vậy. Dù kế hoạch có chi tiết đến mấy, thì vẫn sẽ phát sinh những hành động do thói quen. Chắc chắn có lý do khiến hung thủ bắt buộc phải làm vậy. Vì phải làm vậy, hắn ta mới thấy thỏa mãn. Và hành động này không nằm trong kế hoạch gây án của hắn. Thời gian 4 giờ chiều ngày 22, anh đã làm gì và ở đâu? Hôm đó tôi đi giao hàng ở khu vực phía Tây. Có khách hàng nào có thể làm chứng cho anh không?
Tôi nghĩ là có, vì thời gian đó tôi có tranh luận với một vị khách. Chị ta còn mắng tôi vì sao lại thu phí ship cao đến như vậy mà. Tâm thái, cử chỉ. Thám tử Sơn Lô Huy, anh xem đi. Bản tin mới nhất, một nhân chứng đã thấy hung thủ theo sau nạn nhân vào khoảng 4 giờ chiều trước khi vụ thảm án xảy ra. Được biết đây là một tên sát nhân hàng loạt mà hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Người dân nơi đây đang rất lo lắng. Sao phóng viên lại biết được nhân chứng? Chúng ta bị theo dõi. Không ổn rồi. Thám tử Sơn Lô Huy. Tôi có thể đi được chưa ạ? À xin lỗi, anh có thể đi. Cần lấy thêm lời khai, chúng tôi sẽ liên lạc. Chào anh. Chào anh. Anh ta đi đâu mà vội thế nhỉ? Nguy rồi. Alo, tôi đã bắt được nghi phạm. Mau gọi thêm một xe cấp cứu cho nạn nhân. Tôi nghĩ vẫn ổn. Sao anh lại làm vậy? Sao có thể ra tay trong khi các nạn nhân không có thù án gì với anh? Sao phải cần nguyên nhân? Mình thích thì mình làm thôi. Động cơ thực sự của anh là gì? Tao muốn nhìn thấy chúng nó chết dần chết mòn. Tất cả sẽ phải nằm xuống, sẽ phải kinh hãi trước tao. Tất cả mọi người sẽ đều phải biết đến tao. Người người, nhà nhà, chỉ cần nghe thấy tên tao thôi sẽ phải chìm trong nỗi sợ. Lúc ấy tao sẽ thực sự nổi tiếng. Chỉ vì muốn được nổi tiếng mà anh sẵn sàng ra tay với các nạn nhân như vậy sao? Tại sao không? Vậy mục đích của hành động đặt tay nạn nhân lên trán là gì? Mỗi một vụ án đều là một tác phẩm kinh điển. Và đấy là chữ ghi của tao. Là chữ ghi của tao đấy. Thám tử Sơn Lô Huy, anh sao vậy? Hắn ta không phải hung thủ thực sự. Chính hắn đã thừa nhận tất cả rồi mà. Thứ nhất, từ động cơ đến tâm thái đều không phải tên sát nhân mũ đen. Thứ hai, tên sát nhân mũ đen luôn mang theo một con dao, làm hung khí phòng thân. Khi gặp nguy hiểm,
hắn sẽ sử dụng. Điều này chỉ có chúng ta biết, vì anh là nhân chứng duy nhất đã từng chạm trán với hung thủ. Trên người tên này hoàn toàn không có. Thứ ba, động cơ đặt tay lên trán của nạn nhân mà hắn nói không đúng. Hắn thực sự chỉ là tên biến thái. Hắn thần tượng và muốn nổi tiếng như tên sát nhân mũ đen nên đã cố tình bắt chước theo. Có lẽ nào? Báo cáo. Kết quả giám định cho thấy các vệt đen trên móng tay của ba nạn nhân trước không trùng khớp với găng tay của nghi phạm. Kết luận hắn ta không phải là tên sát nhân mũ đen. Vậy là thám tử Selohui đã nói đúng. Thám tử Selohui, có người gửi thư đến bộ phận điều tra. Tên khốn này. Cái thằng rõ hiền lành lại còn chăm chỉ chịu khó. Ừ, công nhận. Giá mà tôi có đứa con như này thì tốt biết mấy. Dạ, xong việc rồi. Chào chào cô ạ. Ừ, về đi con. Dạ, dạ. Mẹ kiếp. Sao lại có bức thư ở đây? Xe mình có khóa mà. Ai có thể mở mà không để lại bất cứ dấu vết nào? Tôi nhất định sẽ đến gặp cậu. Cuối cùng, cậu đã tới. Lâu rồi không gặp. Cậu cần gì ở tôi? Tôi muốn cậu từ bỏ vụ án này. Tôi sẽ trực tiếp tìm tên sát nhân mũ đen. Tôi biết cậu đang rất căm phẫn hắn ta. Vì nạn nhân thứ ba chính là người dì đã nuôi dưỡng cậu từ nhỏ tại khu vực xóm Liều. Vậy ý cậu là tôi sẽ không từ bỏ vụ này. Tôi nhất định sẽ bắt hắn phải chịu hình phạt trước pháp luật. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Cậu rất cứng đầu. Vậy tôi sẽ giải quyết theo cách riêng của tôi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Đứng lại! Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi tin hắn sẽ ra tay vào ban ngày thay vì buổi tối như trước. Chúng ta hãy chia ra quan sát và theo dõi. Chú ý đến các hộ sống một mình trong khu vực. Đặc biệt chú ý đến các đối tượng đội mũ đen. Này này, tôi biết mọi người đang suy nghĩ gì đấy nha. Thôi, tất cả làm nhiệm vụ. Dạ.
Này ông kia, đi đường kiểu gì đấy? Đã va vào người cậu đâu mà gào cái mồm lên? Nhỡ tôi không né kịp thì sao? Vận tốc gần 50 km/h, mục tiêu tránh được. Suy ra thân pháp rất nhanh nhẹn, chắc chắn thường xuyên luyện tập phản xạ và tập võ. Dáng người săn chắc, chiều cao, mũ đen. Sao? Giờ cậu muốn gì? Mẹ kiếp. Này anh kia, lại đây tôi nói thầm cái. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Từ từ thôi bạn ơi. Tên khốn này. Khí đã đâm đội trưởng. Ta tìm người cũng lâu rồi đấy. Là Lupin. Hắn là của ta. Người là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng có một người ngươi nhất định phải nhớ. Sao ngươi lại làm thế với gì của ta? Ngươi tại sao hả tên khốn? Người thích cảm giác này phải không? Nào, cảm nhận đi. Dừng tay. Đây là việc riêng của tôi, đừng nhúng tay vào. Dừng lại, nếu không tôi sẽ bóp cò. Tôi biết anh đã trải qua cảm giác mất mát đó thế nào. Tôi hiểu và đồng cảm với nỗi đau của anh.
dì Hà không khác gì một người mẹ trong mắt anh. Nhưng hãy để pháp luật trừng trị hắn, hãy để hắn phải trả giá trước mọi tội lỗi của mình. Nếu giờ anh ra tay, anh và hắn liệu có khác gì nhau? Dì Hà ở trên trời chắc chắn sẽ không muốn anh phải làm vậy. Tôi muốn trực tiếp thẩm vấn hắn. Anh còn nhớ họ chứ? Tất cả kết quả giám định trên móng tay nạn nhân đều trùng khớp với đôi găng tay mà anh đeo lúc gây án. Ngoài ra, trên găng tay đều có ADN của các nạn nhân. Họ đều là những người vô tội, không hề có thù oán gì với anh. Thì sao? Hiện tại anh đang cảm thấy thế nào? Thật đáng tiếc, tôi không thể giết thêm nhiều nạn nhân khác. Thằng khốn! Anh thực sự không cảm nhận thấy một chút hối hận nào sao? Hối hận cái mẹ gì? Tại sao tôi phải hối hận? Sao các anh không nghĩ theo chiều hướng? Mục đích mà bọn họ tồn tại trên cõi đời này là để thỏa mãn tôi. Cảm giác đó, nó đã, nó kích thích. Vậy anh thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình? Tao không thừa nhận đấy. Làm gì tao? Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Và thật mừng, anh đã giúp tôi đạt đến giới hạn đó. Cái này, nạn nhân thứ nhất, thứ hai, và cái này cho nạn nhân thứ ba. Đội trưởng, thẩm vấn thế nào rồi? Tiếng động gì vậy? Hung thủ khá gần, nhưng gần với nhầm người ấy mà. Giờ đã thừa nhận chưa? Có một điều tôi thực sự muốn biết, tại sao anh lại đặt tay các nạn nhân lên trán sau khi họ tử vong?
Tất cả là tại hắn ta. Hắn ta? Là cha tôi. Không đi ra ngoài kiếm tiền về cho tao. Học hành thì cái ngư mày. Nghỉ mẹ đi. Loại vô lịch sự. Cho tao nói mày vẫn cố tình à? Mày thích thái độ với tao phải không? Má mày tích thẳng, tao cho mày học. Học đi. Sao hồi xưa mày không đi theo mẹ của mày luôn đi cho đỡ ngứa mặt tao. Mày còn dám nhìn tao à, thằng vô tích sự kìa. Biết thế ngày giờ tao đã bà mày ra đường cho rồi. Con xin lỗi, con không học bài nữa. Con đi ngủ ngay. Mày ngủ à? Hay mày giả vờ ngủ để trêu tức tao? Đã thế tao cho mày ngủ luôn. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi. Hắn đã nhận tội. Mọi chuyện còn lại phiền cậu. Anh vất vả rồi. Phải chăng ẩn sâu sau mỗi hành vi phạm tội đều là những mảnh đời có quá khứ đau thương. Nhưng cho dù thế nào, mọi hành vi của tội ác không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Xuất phát điểm dù có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần bạn cố gắng, một tương lai tươi sáng và tốt đẹp chắc chắn sẽ chờ bạn ở phía cuối con đường. Thám tử Selogui có người gửi bức thư cho anh. Cảm ơn cậu. Phía sau là địa điểm tọa độ. Là Lupin. Đi! Nhanh! Chúng tại sao anh làm như vậy? Anh có thấy đề nghị mọi người lui lại. Không? Nguyên nhân của hung thủ là gì? Ngồi xuống! Tái dựng lại toàn bộ hành vi phạm tội. Thao tác nhanh nhẹn, nhìn đi. Ra tay như nào? Tư thế ra sao? Mạnh cái tay lên.
hung thủ có thủ quán gì với anh? Xin hỏi tại sao anh làm vậy? Anh không có thủ quán gì? Hay cho chúng tôi biết tại sao? Một tội ác không thể tha thứ, đổ lỗi cho hoàn cảnh, không hối lỗi, không nhận thức, không thương tiếc. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sau mỗi vụ án, mỗi lần thẩm vấn những tên sát nhân, đào sâu trong ký ức và góc khuất của chúng, là mỗi lần những điều đó lại phá nát tâm hồn tôi. Có những sự thật dù đã được phơi bày, nhưng hậu quả của chúng để lại thì không thể phai mờ. Cảm ơn cậu đã giúp tôi trừng trị hắn. Tôi tin hắn sẽ nhận được hình phạt thích đáng trước pháp luật. Cậu hẹn tôi ra đây không phải để nói mỗi chuyện đó chứ? Cậu thực sự rất thông minh và thú vị. Đúng, tôi có một băn khoăn rất lớn. Đó là tại sao cậu lại có chiếc vòng giống tôi? Có lẽ chắc cậu cũng không biết đáp án rồi. Dù sao tôi cũng không quan tâm nữa, vì chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Cậu có con đường của cậu, tôi có con đường của tôi. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Lupin, lần sau tôi sẽ không để cậu đi nữa đâu. Tôi nhất định sẽ bắt cậu. Để xem.